Hầu hết những cái nguyên nhân dẫn đến chất lượng cà phê bị ảnh hưởng, bị giảm sút và máy của mình trở nên đó là không bền, thì một phần đó là do Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn để hướng dẫn cho mọi người cách vệ sinh máy pha cà phê như thế nào là hiệu quả. Đầu tiên, việc vệ sinh một con máy pha cà phê sau mỗi ngày làm việc là một điều rất là quan trọng, vì hầu hết những cái nguyên nhân dẫn đến chất lượng cà phê bị ảnh hưởng, bị giảm sút và máy của mình trở nên đó là không bền, thì một phần đó là do cái cách mà chúng ta giữ gìn con máy, và quan trọng hết là cách mà chúng ta vệ sinh máy móc sau những buổi mà sử dụng. Thì ngay ngày hôm nay, để giúp cho các bạn có được một cái cách mà sử dụng máy pha cà phê hiệu quả và giúp cho máy của mình được lâu bền trong suốt quá trình sử dụng, thì ngay sau đây mình sẽ giới thiệu với mọi người để vệ sinh một con máy pha cà phê thì những dụng cụ nào là cần thiết trong quá trình mà mọi người vệ sinh. Đầu tiên á, để vệ sinh máy pha cà phê chuyên nghiệp, mọi người có thể là cần một cái hũ bột vệ sinh cafeto. Thì hũ này hiện tại bên công ty Toha đang bán với giá là 350.000 một hũ. Mọi người có thể sử dụng hũ này dùng cho cả quá trình mà mọi người sử dụng, thì hũ này sử dụng được tầm khoảng là từ 9 đến khoảng 12 tháng. Mọi người sử dụng rất là bền, chỉ có 350.000 một hũ. Dụng cụ thứ hai mà mình muốn nói đến ở đây đó là một cây cọ. Cây cọ này là cây cọ nhựa. Cọ này sẽ giúp cho mọi người đã lấy các cái bã cà phê bám trên head gúp. Và đây là một cái cọ chuyên dụng. Mọi người có thể là mua một cái cọ này để hỗ trợ cho quá trình mà sử dụng của mọi người. Thì cọ này hiện tại bên Toha đang bán với giá là 150.000 một cây. Cây cọ chuyên dụng cho công việc đó là vệ sinh máy pha cà phê cho mọi người. Cái dụng cụ thứ hai không thể nào thiếu được trong quá trình mọi người sử dụng đó là filter mù. Thì đối với cái filter này, mọi người thấy nó là không có đường lỗ, không có những cái lỗ thoát nước, thì đây là một cái filter chuyên dụng để hỗ trợ cho quá trình mọi người làm sạch cái head gúp. Về cơ bản, để mà làm vệ sinh một con máy pha cà phê thì mọi người cần 3 dụng cụ cơ bản như sau: hũ bột hóa chất vệ sinh, một cái filter vệ sinh, một cái cây cọ vệ sinh. Thì đây là 3 dụng cụ cần thiết để cho mọi người có thể là vệ sinh máy một cách sạch sẽ, giúp cho máy của mình hoạt động lâu bền. Thì trong những cái video tiếp theo, mọi người sẽ tìm thấy được những cái video mình làm về cách hướng dẫn vệ sinh máy pha cà phê. Thì mong mọi người sẽ giúp mình chia sẻ cái video này, cũng như là like và subscribe kênh để mình có thêm động lực để làm tiếp những video tiếp theo. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi.